Chào mừng các bạn đến với bản tin. NATO cảnh báo Ukraine không đánh giá thấp sức mạnh của Nga trên kênh ST News. Tổng thư ký NATO cho rằng việc Nga rút quân khỏi thành phố Kherson là chiến thắng đối với Ukraine, tuy nhiên Kiev không nên đánh giá thấp sức mạnh của Moscow. Khi được hỏi về việc Nga tuyên bố rút quân khỏi thành phố Kherson hôm 9 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ca ngợi các lực lượng Ukraine vì khả năng giải phóng thêm các vùng lãnh thổ, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ mà Ukraine nhận được từ Anh, cũng như các đồng minh và đối tác NATO, vẫn cần thiết. Chúng ta đã thấy thông báo về việc Nga rút quân, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ chờ xem điều gì thực sự xảy ra trên thực địa. Chúng ta không nên đánh giá thấp Nga, họ vẫn có năng lực. Chúng ta đã thấy các máy bay không người lái, các cuộc tấn công bằng tên lửa. Điều đó cho thấy Nga vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại, ông Stoltenberg nói. Mặc dù Nga tuyên bố đẩy lùi một số cuộc phản công quy mô lớn của lực lượng Ukraine trong những tháng qua, song tướng Sergei Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, vẫn tuyên bố rút quân khỏi thành phố Kherson hôm 9 tháng 11. Lý giải về quyết định này, tướng Surovikin cho biết Nga không còn khả năng tiếp tế cho thành phố Kherson. Ông Surovikin thông báo Nga sẽ thiết lập các tuyến phòng thủ ở tả ngạn sông Dnieper để tránh bị bao vây, đồng thời cảnh báo nguy cơ Ukraine kích nổ đập thủy điện Kakhovka trên sông này. Nga cảnh báo đập thủy điện bị vỡ sẽ kéo theo lũ lụt trên diện rộng, đe dọa cuộc sống và tính mạng của dân thường. Các lực lượng Nga đã sơ tán dân thường ở Kherson trong nhiều tuần qua khi quân đội Ukraine pháo kích vào khu vực này. Tướng Surovikin ước tính hơn 115.000 người đã được sơ tán. Tổng thư ký NATO nhận định, động thái của Nga rút quân một phần khỏi Kherson cho thấy viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang phát huy hiệu quả. Một số quan chức Ukraine trước đó cho rằng, việc Nga rút quân khỏi Kherson có thể chỉ là cái bẫy để mai phục lực lượng Ukraine. Mặc dù liên tục khẳng định không liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine, các nước thành viên NATO đã cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, NATO cũng đã xây dựng lực lượng của khối dọc theo biên giới phía Tây của Nga với hơn 30.000 quân. Ông Stoltenberg tuyên bố sẽ tăng quy mô, lực lượng phản ứng nhanh của NATO lên hơn 300.000 người, trong bối cảnh liên minh quân sự này coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với hòa bình và an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi tháng 10 cảnh báo, việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ quân sự cho Kiev đang đưa liên minh này đến gần ranh giới nguy hiểm của một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga. Bà Zakharova cho biết sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đã lên tới 42,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Mỹ cung cấp 28,3 tỷ đô la Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật các video mới nhất từ kênh ST News.